lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay em có sao bắt đầu lắp cho anh Thìn một chiếc súp Martin và một chiếc mic DB350 Plus. Xin mời các bác cùng vào tham quan không gian nhà cùng em. Mời anh Thìn. Đây, không gian nhà anh đây. Vâng. Em cùng quay qua không gian nhà của nhà anh ấy cho các bác xem nhé. Nhà anh ấy toàn tượng trơn này, chắc ngoan lắm ấy. Đây, nhà anh dùng một đôi full bắp 30 của V3 nhé. Và một chiếc đẩy 4 kênh này, AP này, P4800 này, vang Siso này, T3 này. Bắt đầu vào đồ lưới cho anh ấy nhé các bác nhé. Thì là quay lên, em sẽ quay lên giới thiệu các bác. Nó đôi mắt chẳng nghe là đường khu chiến thuật, áo đường xa không âm dấu phương xa, nghìn đêm vắng nhà mây mù che núi cao, rừng xương che lối vào, đồng ruộng mong manh nước một chén cơm chiều
cơm chiều trên lòng thương lắm. Nhiều lúc đêm đêm nóng hồn một mình.